mặt cho các bà, các mẹ FC Thái Bình có món quà nhỏ. Là có FC Thái Bình rồi. Alo, xin phan cho đoàn Thái Bình một phút, bởi vì đi với con Cường là cũng đã 5-6 số rồi cả sinh nhật, nhưng mà cũng không có điều kiện để chụp chung với con. Hoàn là xin chụp chung với con một tấm này. Dạ, chúc con học giỏi, hát hay, và có điều kiện nếu như May cho về Thái Bình mà biểu diễn ở Thái Bình thì dân Thái Bình cũng rất mong muốn. Thế là xin cảm ơn và xin chào tất cả gia đình, trong mong gia đình nhà mình lúc nào cũng đoàn kết, và đưa con đến tận cuối con đường của con vừa học và vừa ca nhạc. Bữa nay cô chào con. Bữa nay cô giới thiệu con là chị Đại mới gia nhập FC. Năm online FC mình có chị Đại. Rồi chị Đại gửi tặng con 5 triệu. Hôm nay cô làm đại diện, cô lại đặt câu nói nhanh chứ để mất thời gian của con. Cô Trang ở quận 4 gửi con 3 triệu. Cô ở Bình Thạnh gửi con 100 đề. Cô Hà Trần, Đồng Nai gửi con 2 triệu. Một cô ở miền Tây giấu tên gửi con vàng. Nhưng mà trong đây nó có giấy tờ, nó có thơ, nó có số lượng trong đây. Khỏi đọc lên, trong đây có hết không? Rồi, có một cô giấu tên ở miền Tây gửi tặng cô Nguyên 1 triệu. Rồi đây, cô Dân tặng cô Nguyên, với tặng cô Nguyên kế bên 2 hộp xăm. Còn cô Vân, không có gì, cô Vân cũng gửi con 5 triệu. Cô Vân xăm gửi con 5 triệu. Anh chị đến đây bằng trái tim, thấy trái tim mình chỉ đúng, nghĩ đúng, là mình cứ làm thôi. Hôm nay là lần... cô nghĩ là lần sau cô đứng dưới đưa lên, bởi vì cô làm, con làm chủ sân khấu. Hôm nay con rất hài hước, con rất hay. Bữa nay con rất là tuyệt vời. Hôm nay con tùy hứng lúc nào là
lúc đó con xin sao con không biết nói gì nữa. Có bữa nay có nhiều văn là con tuồn ra hết rồi. Vậy là con nói, vậy là xin lỗi con xin nói một câu. Con nhận quà của các cô, mà xin lỗi câu này là của con nha. Con nói con nặng nợ ân tình, nhưng mà không cần nặng nợ ân tình, bởi vì các cô tự động cho, có mới đến cho. Con không có xin, có mượn nên con không thiếu nợ. Mấy cô đến đây bằng trái tim. Trái tim mình nghĩ đúng là mình làm đúng không? Con rất là thoải mái đi con. Các cô xin chúc con mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và bằng toàn nguyện ước mơ. Các cô là ở FC Hồng Ninh. Xin cảm ơn thầy con. Cô là Ngô Thị Hòa, đây là cô Dương Kim Thúy, đây là cô Lâm Thái Hiệp, là đồng đội của cô. Tuyệt vời, chất lượng 10 trên 10. Dạ, cảm ơn ba cô. Hôm nay mặc dù là ba cô không mặc áo xanh đầu chuối, nhưng mà đây là mà áo cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn ba cô rất là nhiều đến đây ủng hộ cho con hôm nay. Dạ, để thay đổi không khí một tí xíu thì sau đây con xin gửi tặng đến cô chú chị bài hát mang tên Về Dưới Mái Nhà. Xin cô chú chị cùng thưởng thức.